khu du lịch Suối Chanh ở Phú Quốc. Cảnh thiên nhiên rất là đẹp, không khí mát mẻ trong lành, nước suối rất là trong. Ở đây nước suối trong và không khí rất là mát mẻ, là quay cây xanh không à. Bên kia thì ăn nhậu, nhậu xong rồi ở đây cũng có một tóp nhậu, nhậu xong rồi lon bia rồi tùm lum các cái là quăng đầy luôn nè. Thiệt là tệ. Những ai sau này có đi ăn uống ăn nhậu xong rồi nhớ dọn dẹp vệ sinh nha. Nhìn coi lon bia. Sọt rác, có sọt rác mà không bỏ. Bây giờ là mùa khô mà vẫn còn có nước suối chảy róc rách thế này là quá là hay đi. Cái gốc cây của người ta ngon lành như thế này lại bỏ một cái hộp sữa uống xong vứt vô đây nè. Nào cô gái kia, ai cho ướt hết rồi, ướt hết áo rồi, mát không? Tắm đi, tắm suối đi.
rất là mát mẻ. Ủa, mọi người ơi, đây có phải là nấm linh chi không vậy ta? Giống nấm linh chi phải không ta? Không phải hả?